Xin chào các bạn, đây là một góc của Hồ Nhật Nguyệt rất là đẹp. Và ở nơi đây thì có những thông thường thì rất là nhiều những ngày là trời mưa. Nhưng hôm nay tôi cũng rất may mắn khi mà tới đây thì trời nắng đẹp và rất là đông du khách từ các nước của Đài Loan và rất là nhiều du khách đã ở đây. À, trên Hồ Nhật Nguyệt này thì có hai, được nói rằng là có hai phần. Một phần là giống như hình mặt trăng, một phần giống như hình mặt trời. Và cái toàn bộ khuôn viên của khu hồ này rộng tới 30 km, và xung quanh hồ thì có rất là nhiều đường cho để đi xe đạp, và chắc chắn rằng là không một ai có thể bỏ qua cái khu hồ này khi mà đã đến Đài Loan. Đặc biệt nữa thì khi mà ở đây thì những cái phần kiến trúc có một cái điều kỳ lạ là chúng ta sẽ nghe được cái tiếng vọng của mình. Và các bạn cùng với chúng tôi đi ra cái nơi mà có thể nghe cái tiếng vọng của mình rõ nhất nhất. Và các bạn thấy ở đây rất là đông. Nào, chúng ta cùng hãy thử xem là tiếng vọng của mình nó vang đến như thế nào nhé. Các bạn muốn nói điều gì? Hãy sống trẻ trung, hạnh phúc, tình yêu. Các bạn muốn nói cái điều gì cũng được, hay gọi tên mình cũng được. Và nào, chúng ta hãy thử nhé. Alo.